Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 174. Thoáng chốc đã sang ngày hôm sau, sáng sớm Ngô Bình đi xem nhà với Giang Sơ Nhan, cuối cùng anh chọn một căn biệt thự trong núi có phong cảnh tuyệt đẹp, tiêu tốn hơn 570 triệu tiền thiên. Biệt thự kiểu này đã thuộc hàng đầu trong toàn thị trấn nhỏ. Đương nhiên cũng có những căn nhà đắt tiền hơn căn nhà này, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ngô Bình vẫn chọn căn nhà này. Anh nghĩ người nhà sống ở đây không nên quá phách lối mà cũng không thể quá khiêm tốn, căn nhà này là thích hợp. Mua nhà xong, Ngô Bình lập tức quay về Nguyên Thủy Hạ Cảnh, đưa hết người nhà đến nơi ở mới. Vừa sắp xếp xong mọi chuyện đã có người báo, nói là vài danh nhân và quý tộc địa phương đến thăm, quả nhiên sau khi biết tin Ngô Bình là một thầy luyện đan, những người này đều đến nhờ anh luyện chế đan dược. Anh đã chuẩn bị trước nên tặng đan dược đã luyện chế trước đó cho họ. Mọi người đều cảm động rơi nước mắt. Hai ngày liên tục Ngô Bình đều luyện chế đan dược cho các thương nhân và quý tộc giàu có ở địa phương, làm quen với không ít người có máu mặt ở bản địa. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Ngô Bình đã làm quen với người ở đây. Bảy ngày sau, Ngô Bình và Giang Sơ Nhan lại quay về Nguyên Thủy Sơn, bắt tay vào lập ra Viện Đan Đạo. Viện Đan Đạo do Ngô Bình thành lập. Ngô Bình đã mua đủ số dược liệu cho đan dược mà Giang Sơ Nhan đặt mua trước đó, thế là anh dốc sức luyện chế nó, tạo ra công việc kinh doanh đầu tiên của Viện Đan Đạo. Với đơn đặt hàng này, Viện Đan Đạo không chỉ có giá cả thấp hơn Nguyên Thủy Thượng Phủ rất nhiều, mà chất lượng cũng cao hơn, cơ bản đều là đan dược bậc 1, thậm chí là đan dược thượng phẩm. Muốn lập ra Viện Đan Đạo thì Ngô Bình cũng cần một nhóm thầy luyện đan. Nguyên Thủy Sơn cấp một nhóm thầy luyện đan cho anh. Ngô Bình bắt đầu bắt tay vào việc đào tạo. Để các thầy luyện đan khác nhau chuyên môn luyện chế một loại đan dược nào đó. Thoáng chốc lại thêm 5 ngày nữa trôi qua, cuối cùng Viện Đan Đạo cũng chính thức thành lập, cùng lúc đó các thế lực lớn nhỏ của Nguyên Thủy Sơn, thậm chí cả Hoàng Triều Nguyên Thủy đều lần lượt đặt mua đan dược. Ngô Bình đáp ứng không xuể, các đơn đặt hàng mà anh nhận được đa phần không thể làm hết, anh chỉ có thể liên tục luyện chế đan dược mỗi ngày. Sử dụng chiếc hồ lô vạn hóa thần để sao chép đan dược. Chỉ trong vòng nửa tháng, tổng số lượng đơn đặt hàng đan dược mà Viện Đan Đạo nhận đã hơn 10 tỷ tiền đại đạo, đây là chưa tính những đan dược mà Giang Sơ Nhan đã mua. Không chỉ thế, các thế lực ngoài Nguyên Thủy Sơn cũng lần lượt bảo người đến mua. Một tháng sau, Ngô Bình đã đào tạo ra mấy trăm thầy luyện đan, mỗi một thầy luyện đan chỉ luyện chế 2-3 loại đan dược, quen tay hay việc. Hơn nữa còn được Ngô Bình chỉ dạy, họ cơ bản đều có thể luyện chế ra đan dược bậc 1, bậc 2, có vài người có thiên phú tốt, thậm chí có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm. Hôm nay, Ngô Bình vừa chỉ bảo cho mấy thầy luyện đan xong thì Giang Sơ Nhan đã vội vàng đến tìm anh với vẻ mặt rất khó coi, công tử, có thể Nguyên Thủy Sơn đã hối hận. Ngô Bình hơi thắc mắc, hối hận chuyện gì? Giang Sơ Nhan, hai viện bốn tông cùng đưa ra yêu cầu. Cướp đi tư cách quản lý Viện Đan Đạo của anh, họ còn yêu cầu được nhận đan dược miễn phí từ Viện Đan Đạo nữa. Ngô Bình nghe xong thì bất giác cười khẩy, tôi vừa mới bồi dưỡng cho các thầy luyện đan xong thì đám người này đã chạy đến hái quả rồi, thật không có chút kiên nhẫn nào. Giang Sơ Nhan thở dài, nói, bọn họ là một đám ngu, nếu không nhờ công tử ra mặt thì chẳng ai có khả năng sáng lập ra Viện Đan Đạo. Hơn nữa, nếu Viện Đan Đạo mà không có công tử thì chẳng đáng giá một xu. Ngô Bình lạnh lùng đáp, bọn họ không ngốc, chỉ là họ không muốn tôi hưởng lợi một mình thôi. Giang Sơ Nhan, công tử, nhất định không được đồng ý chuyện này với bọn họ, nếu không thì chắc chắn đám người này sẽ được nước lấn tới. Ngô Bình hỏi, tám vị trưởng lão nói thế nào? Giang Sơ Nhan, trong số tám vị trưởng lão có 6 vị đến từ hai viện bốn tông, e rằng họ đã thay đổi thái độ từ sớm rồi. Ngô Bình nói, xem ra tôi phải đến gặp mặt họ trước đã. Giang Sơ Nhan đến chưa được một lúc thì bên các trưởng lão đã phái người đến, muốn Ngô Bình qua đó một chuyến. Nguyên Thủy Sơn, viện trưởng lão. Mấy vị trưởng lão đều có mặt, Ngô Bình vừa đến thì vị trưởng lão nữ đó đã đi thẳng vào vấn đề, nói cậu Ngô, mấy ngày nay Viện Đan Đạo làm việc rất tốt, chúng tôi đều rất vui. Có điều hai viện bốn tông đều cảm thấy Viện Đan Đạo báo giá quá cao, vì vậy. Ngô Bình lập tức nói, nếu giá cao thì không thành vấn đề, sau này hai viện bốn tông mua đan dược có thể trả giá gốc.
Các trưởng lão đều bất ngờ, họ đều không ngờ Ngô Bình lại dễ nói chuyện đến thế. Một vị trưởng lão khác nói, cậu Ngô có thể làm như vậy khiến chúng tôi rất khâm phục, có điều, chúng tôi đã tìm được người khác cho vị trí quản lý viện đan đạo, chúng tôi sẽ giữ lại vị trí phó viện trưởng cho cậu. Ngô Bình nói, các vị trưởng lão không cần phải giữ lại bất cứ vị trí nào cho tôi, dù gì thì tôi cũng đã bồi dưỡng được các thầy luyện đan mới, sau này mọi người chỉ cần đưa dược liệu thì sẽ có thể luyện đan liên tục. Các trưởng lão hơi bất ngờ, một trưởng lão tóc bạc hỏi, cậu Ngô, phải chăng cậu không đồng tình với cách làm của chúng tôi, vậy nên mới muốn rút khỏi viện đan đạo? Ngô Bình mỉm cười, nói, sao có thể chứ, nguồn lực để xây dựng nên viện đan đạo đều do Nguyên Thủy Sơn cung cấp, tôi chỉ bồi dưỡng sơ cho các thầy luyện đan thôi, đâu có công lao gì, đương nhiên cũng không dám giành công. Hơn nữa, tôi còn phải quản lý Thái Ất Đan Uyển và còn phải chăm lo cho việc kinh doanh đan đạo của mình. Vì vậy sức lực chỉ có hạn, vừa hay có thể giao lại viện đan đạo cho người có năng lực hơn quản lý. Các trưởng lão nhìn nhau, sao họ có thể không nhìn ra Ngô Bình đang muốn dứt ra hẳn, họ bỗng thấy căng thẳng, trưởng lão nữ nói, cậu Ngô, chuyện đâu còn có đó mà. Ngô Bình nói, không cần thương lượng nữa, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các vị, hơn nữa, không dám giấu, tôi cảm thấy phía thượng phủ thích hợp hơn tôi. Đám người đó nghe Ngô Bình nhắc đến thượng phủ thì mặt liền biến sắc, trưởng lão nữ hỏi, công tử đã đến thượng phủ rồi sao? Ngô Bình, đi rồi, Nguyên Thủy thượng cảnh thật sự tốt hơn hạ cảnh rất nhiều, hơn nữa dược liệu cũng nhiều hơn. Trưởng lão tóc bạc cười, nói, cậu Ngô, có phải phía thượng phủ từng mời cậu qua đó không? Ngô Bình vội nói, không có, tôi chỉ đến dạo chơi thôi, không thân với thượng phủ. Anh càng nói như vậy thì mấy vị trưởng lão lại càng cảm thấy thượng phủ muốn lôi kéo Ngô Bình. Trưởng lão râu lấm tấm bạc nói, cậu Ngô, về chuyện này đương nhiên chúng tôi sẽ đứng về phía cậu, hôm nay tìm cậu đến chỉ là muốn thương lượng với cậu thôi. Thế này nhé, ngày mai chúng tôi sẽ báo kết quả thảo luận cuối cùng với cậu thấy thế nào? Ngô Bình cười, nói các trưởng lão không cần phải vậy đâu, tôi ủng hộ hoàn toàn mọi quyết định của mọi người. Anh càng khách sáo thì các trưởng lão càng cảm thấy Ngô Bình đã quyết tâm rời bỏ. Sau khi Ngô Bình bỏ đi thì tám vị trưởng lão lại bắt đầu bàn bạc lại. Tôi đã nói rồi mà, hạ phủ chúng ta vốn không đủ năng lực xây dựng viện đan đạo, nếu không nhờ cậu Ngô thì viện đan đạo chỉ là ý tưởng. Bây giờ viện đan đạo vừa mới có chút danh tiếng thì các người lại nhòm ngó, cứ muốn chia lợi ích. Giờ thì hay rồi, ép cậu ấy đi, viện đan đạo cũng sắp tiêu đời. Dù cho cậu ta có ra đi thì cũng chưa chắc viện đan đạo đã sụp đổ, cậu ta là người được Nguyên Thủy Sơn chúng ta bồi dưỡng ra, cậu ta có nghĩa vụ giúp chúng ta kinh doanh tốt viện đan đạo. Trưởng lão lên tiếng trước đó cười nhạt, bồi dưỡng sao? Ông bồi dưỡng cậu ấy thứ gì? Đại hội quần hùng hay là xếp hạng trên thiên khuyết, hay là cậu ấy giúp chúng ta giành lấy ất mộc linh giới? Mọi người đều im lặng, đúng vậy. Những gì Ngô Bình mang lại cho Nguyên Thủy Sơn nhiều hơn nhiều so với những gì Nguyên Thủy Sơn cho anh, hành động trước đó của họ thật sự đúng là vô ơn bạc nghĩa lắm. Vị trưởng lão nữ đó nói, thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu như người này trưởng thành thì nhất định tương lai sẽ có thành tựu hơn chúng ta, vì vậy mọi người đều muốn khống chế Ngô Bình. Nhưng bây giờ xem ra suy nghĩ của mọi người đều đã sai, người này quá giỏi, không phải người mà chúng ta có thể khống chế được. Nếu chúng ta dồn ép quá thì sẽ ép cậu ta đi mất, cuối cùng đầu quân cho thượng phủ. Mọi người đều biết rất rõ, ưu điểm lớn nhất của thượng phủ so với chúng ta là có nhiều thiên tài và nhiều thầy luyện đan hơn chúng ta. Biết đâu sự xuất hiện của Ngô Bình có thể thay đổi được cục diện này. Ừ, đúng vậy, trưởng lão tóc bạc nói, hiếm khi chúng ta mới gặp được một nhân vật thế này, tuyệt đối không được vì sự tham lam và ích kỷ của mình mà ép cậu ấy đi. Nếu cậu ấy đi mất thì chẳng phải chúng ta sẽ thiệt hại càng nhiều hơn sao? Một trưởng lão khác, ý của ông là chúng ta giao hết quyền hành cho cậu ta phát huy sao? Tôi thấy được, sự có mặt của cậu ấy sẽ chỉ mang lại lợi ích cho chúng ta. Mọi người đều là người thông minh, không nên tự đấu đá nhau trong lúc này, để thượng phủ được hưởng lợi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trưởng lão nữ nói, tôi đề nghị chúng ta có thể cho Ngô Bình quyền và lợi ích nhiều hơn, vậy thì mới có thể giữ chân cậu ấy được. Dù gì thì mọi người đều biết rõ,
hạ phủ chúng ta không thể cho cậu ấy nhiều bằng thượng phủ. Các trưởng lão đó có thể đứng ở vị trí cao như thế chứng tỏ họ đều là người thông minh, họ nhanh chóng hạ quyết tâm, giao quyền cho Ngô Bình nhiều hơn, để anh phát triển viện đan đạo. Ngô Bình không ngờ những người này lại thương lượng nhanh đến thế, anh quay về chưa được bao lâu thì các trưởng lão đã cho người đến mời anh qua lại. Lần này, 8 trưởng lão đều thống nhất để Ngô Bình giữ chức viện chủ viện đan đạo và giao cho anh nhiều quyền lực hơn. Khi tin tức được truyền ra, hai tông 4 viện đều bất ngờ, rất nhiều người trong những thế lực đó đã khổ cực nỗ lực cả nửa tháng nhưng kết quả lại bị Ngô Bình nhẹ nhàng hóa giải, tất cả các trưởng lão đều đứng về phía anh. Một người đàn ông áo tím của Hàn Tông, một trong 4 tông của Nguyên Thủy Sơn biết được tin thì lạnh lùng nói với vẻ mặt rất khó coi, tên Ngô Bình này thú vị đó, không ngờ lại có thể thuyết phục được viện trưởng lão, ai mà ngờ chẳng những lật đổ được anh ta mà ngược lại còn giao cho quyền hành lớn hơn. Một người có vẻ như quản gia đứng sau lưng anh ta nói, cậu chủ, kẻ đó có giỏi thế nào thì cũng chỉ là một con người, không có căn cơ gì ở Nguyên Thủy Sơn hết. Chúng ta muốn khử anh ta chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao? Người đàn ông áo gấm liếc quản gia, nói, nếu như anh ta dễ đối phó đến vậy thì tôi đã không thuyết phục viện trưởng lão rồi. Quản gia đảo mắt, nói, nghe nói người này đã tham gia thiên khuyết và còn xếp thứ hạng rất cao. Tôi nghĩ có thể tìm nhà họ Thiên giúp đỡ, giải quyết anh ta ngay trên lôi đài. Người đàn ông áo gấm tát ông ta một bạt tai rồi mắng, tôi nói muốn. Giết anh ta khi nào? Đọc tiếp tại website Taming 247 đừng đọc tại web ăn cắp quản gia âm mặt cười nịnh nói, vậy ý của cậu đọc tiếp tại website Tamling 247 chủ là. Đừng đọc tại web ăn cắp người đàn ông áo gấm nói, tôi muốn thu phục anh ta để anh ta làm con chó cho tôi. Đọc tiếp tại website Tamling 247 Jin Entai Uân cân đọc full tại TAMLINS 247. Việt Nam nhé. Quản gia chớp mắt nói, cậu chủ, người này cực kỳ mạnh, chỉ sợ không dễ gì chịu đầu hàng. Người đàn ông áo gấm cười nham hiểm, nếu dễ đầu hàng như vậy, tôi còn đợi đến ngày hôm nay à? Nhưng ông nói một câu khá đúng, người này không có lai lịch gì, tôi có trăm phương nghìn kế để hắn khuất phục. Dù sao ai cũng đều có điểm yếu cả thôi. Quản gia, ý cậu chủ là... Người đàn ông mặc áo gấm, tôi đã biết viện trưởng lão không đáng tin cậy nên luôn bí mật sai người theo dõi Giang Sơ Nhan. Giang Sơ Nhan rất thân thiết với Ngô Bình, đi theo cô ta là biết được tung tích của Ngô Bình. Ông đoán xem, người của tôi đã phát hiện ra điều gì? Quản gia vội hỏi, cậu chủ, đã phát hiện ra cái gì? Người đàn ông mặc áo gấm, Ngô Bình này định cư ở vạn phúc thần thổ của Nguyên Thủy Thượng Cảnh, hắn đưa cả nhà đến đó sống. Theo những gì người của tôi quan sát mấy ngày nay, người này rất coi trọng tình thần và người nhà, nếu chúng ta có thể khống chế người nhà hắn thì cũng có thể khống chế được hắn. Mắt quản gia phát sáng, ý hay. Người đàn ông áo gấm, chuyện này giao cho ông giải quyết, nhất định phải làm cho ổn thỏa. Quản gia cười nói, cậu chủ yên tâm. Sau khi về đến nhà, Ngô Bình lại cảm thấy không yên tâm, anh cứ có cảm giác chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thế là anh thi triển một thần thông thượng cổ, tên là Đại Chiêm Bạc Thuật. Chiêm bạc này vừa được thi triển, anh cũng biến sắc. Kết quả mà quẻ bói hiển thị là người nhà anh sẽ gặp nguy hiểm cực lớn, chuyện này sẽ xảy ra trong thời gian tới. Anh nheo mắt lại, vừa xảy ra chuyện ở viện đan đạo, người nhà lại gặp nguy hiểm, anh không cần nghĩ nguyên nhân trong đó cũng biết. Vẻ mặt anh dẫn trở nên lạnh lùng, lẩm bẩm, nếu các người đã muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho các người. Một thời gian nữa trôi qua, anh sẽ lại tái sinh, trước lúc đó anh chắc chắn phải chuẩn bị thật kỹ, cuộc phản công lần này cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc với những người có ý định với người nhà của anh. Sau khi xem quẻ, Ngô Bình giả vờ bế quan luyện đan nhưng thật ra anh đã lặng lẽ quay lại Nguyên Thủy Thượng Cảnh. Chỉ có một mình Giang Sơ Nhan biết chuyện này. Thậm chí anh còn không nói cho Giang Sơ Nhan biết tại sao anh phải giấu hành động của mình. Sau khi về đến nhà, Ngô Bình vừa tu luyện vừa chỉ dạy cho các thành viên trong gia đình của mình cách tu hành. Sau khi uống viên đan nghịch thiên cải mệnh do anh luyện chế, mọi người đều chăm chỉ luyện tập trong chiều không gian, có thể là tiến triển cực kỳ nhanh. Anh đoán nhiều nhất là 3 tháng họ sẽ lần lượt đạt được thành công, đến lúc đó đều có thể một mình đối mặt rồi. Nhưng chỉ những thứ này vẫn chưa đủ,
Ngô Bình phải làm đến mức cẩn thận không có sơ suất mới được. Thế nên ngày nào anh cũng ra ngoài một chuyến để mua lá bùa, pháp khí. Thứ Ngô Bình mua nhiều nhất đều là bùa, pháp bảo dùng một lần, hơn nữa thấp nhất cũng là do tu sĩ tầng 8 đạo cảnh luyện chế, còn thấp hơn nữa thì anh không đụng đến. Có thể nói bây giờ anh là người cực kỳ giàu có, tiền trong tay rất nhiều, có thể mua được khá nhiều thứ. Hôm nay Ngô Bình đến một cửa hàng chuyên bán bùa chú ở thành trì lớn nhất Nguyên Thủy Thượng Cảnh, bùa ở đây rất đầy đủ, cũng khá chất lượng. Lúc này Ngô Bình đang cải trang thành người khác, là một tu sĩ cao gầy, trung niên, cửa hàng mà anh đến tên là Vạn Phù Lâu, là cửa hàng phù chú lớn nhất Nguyên Thủy Thượng Cảnh, thậm chí có thể nói là một trong những cửa hàng bùa chú lớn nhất trong tiên giới. Sau khi Ngô Bình đưa ra yêu cầu của mình, chủ tiệm biết mình gặp được khách hàng lớn nên lập tức mời anh lên tầng cao nhất, đồng thời lấy bùa chú quý giá của tiệm ra. 12 lá bùa lần lượt được đặt trước mặt Ngô Bình, trong số những bùa chú này có 6 lá bùa là do cường giả đạo cảnh tầng 8 luyện chế, 4 lá bùa là do cường giả đạo cảnh tầng 9 luyện chế và 2 lá là do đạo cảnh tầng 10 luyện chế. Tuy nhiên, mặc dù uy lực của bùa chú có chút liên quan đến cảnh giới của người luyện chế nhưng giá trị của nó lại liên quan đến tác dụng của nó nhiều hơn. Mọi người đã thống nhất chia bùa chú thành 3 loại, bùa chú thấp cấp, bùa chú trung cấp và bùa chú cao cấp. Uy lực của bùa chú trong đó đã khá tốt rồi, tu sĩ dưới đạo cảnh tầng 4 rất khó để luyện chế ra bùa chú cao cấp. Mà trên bùa chú cao cấp lại có 2 loại nữa là địa cấp, thiên cấp, mỗi loại đều phân thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, còn bùa chú cực phẩm và tuyệt phẩm thì hiếm có. Trong 12 là bùa này có 3 lá là bùa chú thượng phẩm và địa cấp, còn 1 lá là bùa chú địa cấp cực phẩm, uy lực của những là bùa này thậm chí có thể uy hiếp đến cao thủ như Ngô Bình, anh vô cùng hài lòng, lập tức mua hết toàn bộ. 4 lá bùa này tiêu tốn hết hàng chục tỷ tiền đại đạo của anh. Cứ thế, anh thỉnh thoảng sẽ đến các cửa hàng lớn để mua. Cuối cùng mua được hơn 500 lá bùa chú địa cấp và 17 bùa chú thiên cấp. Anh không chỉ mua bùa chú mà còn mua pháp khí, sát trận, con rối. Trong đó thứ làm anh cảm thấy hài lòng nhất là con rối, về lý thuyết con rối có thể mạnh đến vô cực, thậm chí có thể đạt đến mức độ của cường giả đạo cảnh tầng 10. Trong các cấp bậc của con rối, thực lực của con rối cấp 10 đã có thể so với tu sĩ đạo cảnh tầng 1. Cấp 12 tương đương với tu sĩ đạo cảnh tầng 2, con rối cấp 20 tương ứng với tu sĩ đạo cảnh tầng 5. Thế là Ngô Bình đã một mạch mua hết 1.000 con rối cấp 20, 150 con rối cấp 24, 30 con rối cấp 28 và 4 con rối cấp 30. Những con rối này đều có khả năng phòng thủ và sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa chúng còn có thể tự mình tạo ra đại trận để cùng nhau chống lại kẻ địch mạnh. Có thể nói nhiều con rối mạnh như thế đã có thể dùng để tạo ra một đội quân cực mạnh rồi. Nhưng Ngô Bình vẫn chưa hài lòng, anh lại đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua 3 đại trận tuyệt thế, 1 sát trận, 1 đại trận vây hãm, 1 đại trận phòng thủ. 3 đại trận đều là có cấp bậc cường giả hỗn độn, tất nhiên giá cũng rất cao. 3 đại trận đã tiêu tốn hàng chục tỷ tiền đại đạo của anh. Ngoài những thứ này, Ngô Bình còn tìm được không ít pháp khí. Bùa chú lợi hại trong bảo vật của Điện Thái Ất Tiên. Chỉ 5 ngày ngắn ngủi, Ngô Bình đã xây dựng nơi gia đình mình sinh vững chắc như vàng, không ai có thể phá được. Chỉ là người ngoài không hề biết mọi sự thay đổi ở đây. Mấy ngày nay, xung quanh đều liên tục có người ra vào, âm thầm theo dõi tình hình trong nhà Ngô Bình. 7 ngày sau, 4 nữ tỳ của Lý Phủ ra ngoài mua đồ, mấy người canh ở bên ngoài chờ mấy ngày không thấy có người ra. Lần này gặp được nữ tỳ, họ lập tức định ra tay, cũng may biết được một tí tin tức về liên quan đến nhà họ Lý từ nữ tỳ. 4 nữ tỳ lên xe ngựa đi ra ngoài, họ không có tu vi, đi lái xe cũng chỉ là một tu sĩ bí cảnh. Xe ngựa vừa chạy được một đoạn, một người xuất hiện ở phía trước, người này mặc đồ đen, che mặt nhưng khí tức trên người rất mạnh, là cao thủ thần thông cấp 7. Người che mặt lạnh lùng nói, người trên xe. Không muốn chết thì ngoan ngoãn xuống xe. Người lái xe là một ông lão nhà họ Lý, từng là binh lính dưới trướng Ngô Bình, ông ta gặp cao thủ nhưng vẻ mặt không đổi, lạnh nhạt nói cậu muốn thế nào. Người che mặt nói các người chỉ là tiểu tốt, tôi không muốn lãng phí nước bọt, làm theo những gì tôi nói, nếu không sẽ chết.
Người lái xe ồ một tiếng, giơ tay lên đánh ra một luồng sát quang đó lập tức đánh trúng người che mặt. Tu vi của người che mặt không yếu nhưng lại không tránh được sát quang, lập tức bị chém thành từng mảnh, chết rất thảm. Bùa mà người đánh xe ngựa dùng là sát phù cao cấp, được đích thân Ngô Bình luyện chế, sau đó dùng vạn hóa thần hồ sao chép ra, tặng cho mỗi người trong gia đình, đến cả người giúp việc cũng có vài tấm. Thực lực của Ngô Bình vượt mặt cao thủ đạo cảnh, mặc dù bùa được anh luyện chế là bùa chú cao cấp nhưng uy lực không hề yếu, các tu sĩ đạo cảnh tầng 4 trở xuống mà gặp phải thì đều phải chết, dù cho là đạo cảnh tầng 4 và tầng 5 thì cũng rất dễ phải chịu thiệt khi gặp phải mấy sát phù này. Thật ra xung quanh còn có các cao thủ khác, họ nhìn thấy cảnh này thì đều giật mình. Một cao thủ đạo cảnh tầng 5 liền ra tay, ngưng tụ đạo lực bá đạo lại thành một bàn tay lớn, tóm chặt lấy người đánh xe ngựa. Lúc bàn tay đó chỉ còn cách xe ngựa mười mấy mét thì bỗng có khí tức khủng khiếp bộc phát ra từ bên trong xe ngựa, một luồng sát quang màu tím đen vút ra, chém đứt bàn tay lớn rồi sau đó theo dấu khí tức, giết chết cao thủ đạo cảnh tầng 5 đang ẩn nấp cách đó mấy chục mét. Thì ra trên chiếc xe ngựa đó còn có một bùa chú địa cấp có tác dụng phòng ngự và giết người. Những người xung quanh sợ đến thót tim, cái quái gì thế, mấy người hầu tép siêu cùng một người đánh xe ngựa yếu đuối, sao có thể có sát phù mạnh đến thế bên mình? Lẽ nào trong xe ngựa còn có một nhân vật vô cùng quan trọng, chỉ là họ không biết mà thôi. Khi tin tức được truyền đi, quản gia chịu trách nhiệm về chuyện này cũng đã xuất hiện, ông ta nhìn chiếc xe ngựa từ phía xa. Vẻ mặt thất thần, hỏi các người làm việc kiểu gì thế hả? Bảo đi bắt vài kẻ ăn người ở về hỏi chuyện mà cũng không làm được, đúng là đồ ngu. Vị quản gia đó là một nhân vật quyền lực ở Hàn Tông, rất được cậu chủ nhà họ Hàn coi trọng, vì vậy đã được phái đến để thực hiện nhiệm vụ này. Những người đó bị mắng cho một trận thì đều cảm thấy uất ức, một người trong số đó nói, quản gia. Không phải chúng tôi không chịu ra sức mà là trong xe ngựa có sát phù rất lợi hại, không chừng còn có cao thủ ở bên trong. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, có thể Ngô Bình đã biết chuyện này nên mới cố tình phái sát thủ đến giết chúng ta. Quản gia mắng, vớ vẩn, chuyện này chỉ có tôi biết, đến cả mấy người các người cũng không được biết chi tiết, sao anh ta có thể biết được. Sau đó ông ta nói, thả những người đó đi đi, chờ tiếp. Thế là đích thân quản gia ở lại chủ chốt, nhưng đợi gần nửa ngày mới có một nhóm người khác ra ngoài. Lần này là thợ trăm hoa của nhà họ Lý trồng rất nhiều hoa, mấy thợ trồng hoa này phải ra ngoài mua phân bón và một ít công cụ. Hai thợ trồng hoa không được ngồi xe ngựa mà chỉ cưỡi hai con lừa ra khỏi cửa, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Quản gia nhìn thấy hai thợ trồng hoa đó thì liền hạ lệnh, đi, bắt người về cho tôi. Mặc dù họ là người làm nhưng chắc chắn sẽ biết rất rõ tình hình trong nhà Ngô Bình. Lần này là cao thủ đạo cảnh tầng 6 ra tay, anh ta là người được quản gia bồi dưỡng ra, là cao thủ có thực lực mạnh nhất. Cao thủ đó thi triển đạo thuật, mặt đất bỗng biến dạng, mặt đất xung quanh hai thợ trồng hoa trong phạm vi mấy trăm mét trở lại bỗng sụt lún, nuốt chửng lấy hai người họ. Quản gia nhìn thấy cảnh đó thì lạnh lùng nói, chẳng phải rất nhẹ nhàng sao? Ông ta vẫn chưa nói dứt câu thì bỗng có một con hổ dữ từ trong cát lún xông ra, hai thợ trồng hoa ngồi trong bụng hổ, bọn họ chỉ huy con hổ nhẹ nhàng nhảy ra khỏi vùng cát lún và nhanh chóng bổ về phía cao thủ vừa ra tay với họ. Gào! Tiếng hổ gầm rền trời, sắc mặt của cao thủ đạo cảnh tầng 6 đó rất nặng nề, anh ta từ từ chưởng một chưởng về phía con hổ dữ, một bàn tay thủy tinh khổng lồ màu lam ập đến con hổ. Một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay thủy tinh khổng lồ nát vụn, một cây kim nhỏ màu đỏ đâm vào giữa trán cao thủ đó, anh ta trợn mắt, vẻ mặt vô cùng bất ngờ, sau đó thì cứng đờ, ngã xuống đất và chết. Quản gia dựng tóc gáy, nếu chuyện những người làm nữ trước đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thì chuyện lần này đã chứng minh, không thể đụng đến người nhà của Ngô Bình. Ông ta liền hét lớn, mau đi thôi. Quản gia và những người khác nhanh chóng rời khỏi đó. Họ chạy được một lúc thì quản gia bỗng thấy không ổn, sao những người này đều không nói gì. Lúc ông ta định thần lại thì mặt liền biến sắc vì ông ta phát hiện những người khác đều đã biến thành những cái xác, ai cũng mặt mày bầm tím, hai mắt đen ngòm, vô cùng kỳ dị. Dù gì thì quản gia cũng là người tu hành nhưng ông ta lại sợ đến mất vía, hét lớn lên,
quay đầu bỏ chạy và tông phải một người. Lúc ông ta bình tĩnh lại thì mới nhận ra Ngô Bình đang đứng cách đó không xa, nhìn ông ta chằm chằm bằng ánh mắt nguy hiểm. Ngô, cậu Ngô! Quản gia run rẩy nói, và chợt nhận ra tất cả đều là kế hoạch của Ngô Bình, anh đã sớm dự tính được mọi thứ. Ngô Bình hỏi, ông là người của ai? Quản gia nuốt nước bọt, nói cậu Ngô, sao cậu lại ở đây? Ngô Bình cười nhạt, ông không nói thì tôi vẫn có thể tra ra được. Nhưng quyết định nói hay không nói lại có ý nghĩa rất lớn với ông, vì nói thì sẽ được sống mà không nói thì sẽ chết. Quản gia hít một hơi thật sâu, ông ta không phải quá trung thành với Hàn Tông, hơn nữa, người trước mặt ông ta quá khủng khiếp, ông ta tự thấy mình không phải đối thủ nên liền nói, tôi là quản gia của nhà họ Hàn, tên là Hàn Tam Lập. Ngô Bình, là Hàn Tông muốn đối phó với tôi sao? Quản gia, nói đúng hơn là cậu chủ nhỏ của Hàn Tông chúng tôi, Hàn Thiên Kiều. Hàn Thiên Kiều rất được gia chủ Hàn Tông cưng chiều, hơn nữa, cậu ấy cũng có thiên phú, vì vậy ngoài tông chủ ra thì trong tông cậu ấy là lớn nhất. Ngô Bình nói, được, ông cùng tôi đến viện trưởng lão, nói lại chuyện đó một lần nữa, tốt nhất là ông hãy ngoan ngoãn nghe lời, vì dù cho ở viện trưởng lão thì tôi vẫn có thể giết ông. Anh nói xong thì tóm lấy tóc của quản gia. Quản gia liền biến thành một cái tấm da người, bị anh cầm theo, bay về viện trưởng lão. Thủ đoạn biến người thành da là một chú pháp tà môn, tên là chú lột da, có thể lột da của con người và phong ấn linh hồn của đối phương, là chú pháp lấy gậy ông đập lưng ông. Sau khi Hàn Tam Lập biến thành da người thì cảm giác mình đã hoàn toàn trở thành con rối của Ngô Bình, bảo ông ta làm gì thì ông ta buộc phải làm cái đó. Ở viện trưởng lão, Ngô Bình đi thẳng vào trong. Sau đó gõ mạnh vào cái chuông lớn bên trong, chiếc chuông đó dùng để tập hợp các vị trưởng lão lại. Ngoài các trưởng lão ra, trừ khi có chuyện lớn gì xảy ra, nếu không thì không ai dám gõ chuông, nhưng giờ Ngô Bình lại là người gõ. Chưa đầy một phút, tám vị trưởng lão và rất nhiều nhân vật nòng cốt của Nguyên Thủy Sơn đã đến. Họ nhìn Ngô Bình và ra người Hàn Tam Lập. Có chuyện gì thế? Một trưởng lão khó chịu hỏi, là tông chủ của Hàn Tông. Cũng là một trong tám vị trưởng lão, tên là Hàn Băng Tàm. Ngô Bình nói, Hàn Tam Lập, ông hãy kể lại tình hình đi. Hàn Tam Lập kể lại sự thật, mọi người nghe xong thì bất giác nhìn nhau, sao lại xảy ra chuyện như thế, lá gan của Hàn Thiên Kiều cũng lớn thật. Vẻ mặt của Hàn Băng Tàm rất khó coi, lúc đầu ông ta cùng các trưởng lão khác thương lượng muốn tước đoạt quyền lực của Ngô Bình là vì nghe lời của Hàn Thiên Kiều. Chỉ là ông ta thật sự không ngờ con trai út của mình lại có gan to bằng trời như thế. Ngô Bình nhìn Hàn Băng Tàm rồi lạnh lùng nói, Hàn trưởng lão, việc liên quan đến Hàn Tông của ông muốn xử trí thế nào tôi cũng không có ý kiến. Mặc dù anh nói với vẻ rất khách sáo nhưng ai cũng có thể nhận ra, nếu như Hàn Băng Tàm không cho anh được câu trả lời thì nhất định anh sẽ không bỏ qua. Hàn Băng Tàm nói với vẻ mặt lạnh như băng, người đâu? Tìm Hàn Thiên Kiều đến đây cho tôi. Một lúc sau, một người đàn ông áo gấm xuất hiện, đấy là Hàn Thiên Kiều. Hàn Thiên Kiều vẫn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc anh ta nhìn thấy Hàn Tam Lập và cả Hàn Băng Tàm đang hầm hầm thì anh ta đã hiểu ra. Anh ta đảo mắt, cười lạnh lùng rồi nhìn Ngô Bình chằm chằm và nói, Ngô Bình, tôi đã đánh giá thấp anh. Nhưng anh biết thì đã sao? Một người không có gốc gác như anh. Nhờ vào đại hội quần anh để có được địa vị, so với người của bốn tông hai viện chúng tôi thì anh chẳng là gì cả. Ngô Bình chỉ cười, không nói gì, vì anh biết rõ viện trưởng lão không phải của riêng Hàn Tông. Quả nhiên vị trưởng lão nữ đó liền hạ giọng nói, trưởng lão Hàn, con trai ông làm ra chuyện thế này, tốt nhất ông nên có câu trả lời thỏa đáng, nếu không thì Nguyên Thủy Sơn sẽ loạn mất, ai cũng có thể. Muốn làm gì thì làm sao? Hàn Băng Tàm bước về trước. Tát Hàn Thiên Kiều một bạt tai làm anh ta văng ra xa, miệng đầy máu rồi lạnh lùng nói, khốn nạn, ai cho con cái gan đó hả? Hàn Thiên Kiều được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy, không coi ai ra gì, chưa từng bị cha mình đánh bao giờ. Bạt tai đó của Hàn Băng Tàm khiến anh ta ngây người ra cả buổi lâu vẫn chưa phản ứng kịp. Hàn Băng Tàm đánh Hàn Thiên Kiều xong thì nói với Ngô Bình, cậu Ngô, xin lỗi, tôi không hề biết chuyện này. Thế này nhé, cậu muốn xử lý nó thế nào tôi cũng sẽ phối hợp. Hàn Băng Tàm là người thông minh,
chọn cách lùi để tiến, để Ngô Bình tự chọn nên xử lý thế nào. Ngô Bình mỉm cười, nói trưởng lão Hàn, dù tôi muốn xử lý thế nào ông cũng phối hợp hết sao. Hàn Băng Tàm trịnh trọng gật đầu, đương nhiên rồi. Ngô Bình thở dài, thôi được, con người Hàn Thiên Kiều này làm việc không tính đến hậu quả, rất dễ gây rắc rối cho Hàn Tông các ông, dù là vì muốn tốt cho Nguyên Thủy Sơn hay là vì tương lai của Hàn Tông thì tôi cũng đề nghị Hàn Tông nên trục xuất anh ta ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với anh ta mãi mãi. Đương nhiên, đấy chỉ là đề nghị của tôi thôi. Hàn Băng Tàm sầm mặt, đề nghị của Ngô Bình nghe có vẻ không gây hại gì, chỉ là cắt đứt quan hệ mà thôi. Không có quan hệ cha con thì Hàn Thiên Kiều vẫn có thể dùng tiền của Hàn Tông. Nhưng lòng người là một thứ rất kỳ lạ, lâu dần, người Hàn Tông sẽ dần xem Hàn Thiên Kiều như người ngoài, dù gì thì đến cả cha ruột của anh ta cũng từ bỏ anh ta thì anh ta còn có giá trị gì nữa. Hàn Băng Tàm liếc nhìn Ngô Bình và nói, được, tôi sẽ lập tức tuyên bố với bên ngoài, cắt đứt quan hệ cha con với Hàn Thiên Kiều, sau này tất cả mọi thứ của tôi đều sẽ không dính dáng gì đến nó nữa. Hàn Thiên Kiều nghe thấy câu nói đó thì ngớ người ra, hét lớn, bố nói gì thế, bố muốn cắt đứt quan hệ với con sao? Hàn Băng Tàm lạnh lùng nhìn con trai với ánh mắt đầy thất vọng. Ông ta cưng chiều cậu con trai này từ nhỏ nên anh ta mới muốn gì được nấy, vô pháp vô thiên. Thiên Kiều, từ nay về sau, bố không còn là bố của con nữa, con cũng không còn là con trai của ta nữa. Hàn Thiên Kiều giận dữ hét lên. Chỉ vì một câu nói của anh ta sao? Anh ta là cái thá gì, chỉ là một người ngoài vừa mới đến Nguyên Thủy Sơn thôi, sao bố có thể đối xử với con như thế? Vị trưởng lão nữ đó lạnh lùng nói, Ngô Bình không phải người ngoài, cậu ấy là trưởng lão của viện trưởng lão, còn là viện trưởng viện đan đạo, địa vị của cậu ấy không thấp hơn 8 trưởng lão ở đây. Cậu làm chuyện như thế với một trưởng lão, thật sự là đại nghịch bất đạo. Viện trưởng Ngô không lấy mạng cậu đã là nể mặt Hàn Tông rồi. Hàn Băng Tàm nói, con hãy về đi. Hàn Thiên Kiều hầm hầm chừng Ngô Bình rồi nhả từng chữ một, mày hãy đợi đó. Anh ta nói xong thì quay đầu bỏ đi. Ngô Bình thở dài, nói với mọi người, thật sự xin lỗi, vì việc của tôi mà làm phiền đến mọi người. Cậu đến vừa đúng lúc, Ất Mộc Linh Giới đã chính thức thuộc về Nguyên Thủy Sơn chúng tôi cũng đã cho người trấn thủ. Trưởng lão nữ nói, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể qua đó, theo cam kết của chúng tôi thì cậu có thể tùy ý ở bên trong hái thuốc trong một khoảng thời gian nhất định. Ngô Bình, vậy thì tốt quá, khi nào tôi có thể vào? Trưởng lão nữ nói, bây giờ cũng được, đây là chìa khóa để vào Ất Mộc Linh Giới, có nó thì cậu có thể ra vào bất cứ lúc nào. Những người khác không có chìa khóa, muốn ra vào linh giới thì chỉ có thể đi bằng đường chuyên biệt, bị kiểm tra và thẩm vấn. Quá trình rất phức tạp. Ngô Bình nhận lấy chìa khóa và nói, được. Mặt khác, Hàn Thiên Kiều giận đến run người, lập tức triệu tập một nhóm cao thủ đến Nguyên Thủy Thượng Cảnh. Bây giờ việc anh ta muốn làm nhất là giết hết cả nhà Ngô Bình, để anh phải đau khổ và hối hận, vậy mới có thể giải tỏa được nỗi hận trong lòng anh ta. Sau khi Ngô Bình có được chìa khóa, anh không đến Ất Mộc Linh Giới mà về Vạn Phú Thần Thổ trước. Đúng như anh dự đoán, anh về đến nhà chưa được một tiếng đồng hồ thì có 20 mấy cao thủ xông vào. Trong số họ, người mạnh nhất là một cao thủ đạo cảnh tầng 7, cũng là một nhân vật có máu mặt. Những người này vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra với Hàn Thiên Kiều, vừa nghe anh ta nói phải đến giết người thì đã chạy đến đây rồi. Hàn Thiên Kiều đứng ngoài cửa nhà họ Lý, lạnh lùng nói, giết cho tôi, không chừa một ai. Nhưng đám người này vừa xông vào nhà họ Lý thì đại trận phòng hộ đã khởi động, cao thủ đạo cảnh tầng 7 đó lập tức bị nổ thành tro, những người khác cũng bị đại trận giết chết. Hàn Thiên Kiều đứng bên ngoài trận ngớ người ra, chuyện gì thế kia? Sao trong nhà anh lại có đại trận đáng sợ đến thế? Lúc này anh ta bỗng nghe thấy tiếng Ngô Bình từ phía sau. Anh cũng tàn nhẫn đấy, đáng tiếc thực lực quá kém, cũng quá ngu xuẩn. Ngô Bình lạnh lùng nói, anh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn đám người đột nhập vào nhà mình không ngừng bị sát trận giết chết. Hàn Thiên Kiều lạnh người, nhưng anh ta cố trấn tĩnh, nói, mày biết tao sẽ đến sao? Ngô Bình, tư duy của đồ đần độn như anh không khó đoán. Hàn Thiên Kiều hừm lên, tao nói cho mày biết,
những người mày giết đều là cao thủ của Hàn Tông tao, Hàn Tông sẽ không buông tha cho mày đâu. Ngô Bình thở dài, hỏi, anh có biết cắt đứt quan hệ với Hàn Tông đồng nghĩa với việc gì không? Hàn Thiên Tông lớn tiếng hừm, tao nói thật với mày, dù có như vậy thì tao vẫn có thể sống rất tốt, tao muốn gì bố tao đều sẽ cho tao. Ngô Bình, đương nhiên rồi, dù gì thì anh cũng là con trai của ông ta vẫn sẽ cho những gì nên cho. Chỉ là anh đã bỏ quên mất một chuyện, khi không còn là con trai của Hàn Băng Tàm nữa thì nếu như tôi có giết chết anh, ông ta cũng sẽ không nói gì. Từ khi ông ta tuyên bố cắt đứt quan hệ với anh thì anh đã bị bỏ rơi rồi. Hàn Thiên Kiều như bị dội nước lạnh, buốt cả người, hét lớn theo bản năng, mày nói bậy. Ngô Bình, nếu anh chịu dừng lại thì biết đâu ông ta sẽ tiếp tục bồi dưỡng anh, giúp anh tự xây dựng thế lực ở bên ngoài. Nhưng anh quá ngu ngốc, không ngờ lại còn muốn ra tay với người nhà của tôi. Anh làm như vậy đồng nghĩa với việc dập tắt mọi hy vọng của ông ta với anh, chỉ còn lại tuyệt vọng mà thôi. Hàn Thiên Kiều nhổ nước bọt, tao không tin. Trưởng lão Hàn, ông không ra đây sao? Ngô Bình bỗng nhìn về phía gần đó và hỏi. Hàn Băng Tàm từ hư không bước ra, nhìn con trai mình với ánh mắt đầy thất vọng. Hàn Thiên Kiều ngớ người, vội nói, bố, thì ra bố cũng có mặt. Hàn Băng Tàm không để ý đến anh ta, ông ta hỏi Ngô Bình, tất cả những hành vi của tên khốn này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của viện trưởng Ngô và Hàn Tông chúng tôi chứ đúng không? Ngô Bình, đương nhiên rồi, dù gì thì các người cũng đã cắt đứt quan hệ, dù anh ta có làm gì thì cũng không liên quan đến Hàn Tông. Hàn Băng Tàm thở dài, nói, thật ra nó không phải con trai tôi. Ngô Bình nghe thấy cũng hơi bất ngờ, anh ta không phải à? Hàn Băng Tàm, nó là con rơi của em gái tôi, là cháu trai của tôi. Sau khi sinh ra nó, em ấy đã tự sát. Tôi không muốn em gái bị tổn thương bởi cái danh chưa kết hôn nên đã nói với bên ngoài nó là con trai của tôi. Từ nhỏ, tôi rất cưng chiều nó là để nó có thể sống hạnh phúc. Giờ xem ra tôi đã sai rồi, nó giống hệt bố ruột của nó, đều là những kẻ vô pháp vô thiên. Hàn Thiên Kiều ngơ ngác, không thể nào. Bố, bố gạt con là con trai của bố. Hàn Băng Tàm vẫn mặc kệ anh ta, hỏi Ngô Bình, viện chủ Ngô. Cậu có muốn biết bố ruột của nó là ai không? Ngô Bình hỏi, ai? Hàn Băng Tàm, Tả Lăng Hư, người đã sáng lập Lăng Hư tiên giới, là cao thủ hàng đầu trên bảng đại tiên thiên khuyết năm đó. So với anh ta, cao thủ đứng đầu bảng đại tiên hiện giờ hệt như là một dưới đất, một trên trời. Ngô Bình có thể nhận ra mặc dù Hàn Băng Tàm thất vọng với đứa cháu trai này nhưng ông ta vẫn không muốn anh ta chết. Thế nên ông ta nói ra bố ruột của anh ta Tả Lăng Hư cao thủ hàng đầu của bảng xếp hạng đại tiên, hy vọng Ngô Bình sẽ kiêng dè một chút. Ngô Bình, nói như thế, Tả Lăng Hư biết mình có một đứa con trai thế không? Hàn Băng Tàm, dĩ nhiên biết chứ, cứ cách một khoảng thời gian là ông ta sẽ đến thăm con trai mình. Ngô Bình, vậy tại sao em gái ông lại tự sát? Hàn Lăng Tàm khẽ thở dài, vì lúc đó Tả Lăng bỏ rơi nó. Nó yêu người ta rất nhiều, không thể chấp nhận được hiện thực. Ngô Bình giơ tay lên đánh một chưởng lên Hàn Thiên Kiều, anh ta trợn to mắt, một lúc sau cơ thể biến thành tro tàn, bay theo gió. Thấy cháu mình bị giết, sắc mặt Hàn Băng Tàm trở nên khó coi nhưng cũng không có hành động gì quá khích, chỉ nói tôi bái phục, nói rồi ông ta xoay người rời đi, cũng mặc kệ những cao thủ Hàn Tông bị đại trận nổ chết kia. Sau khi đại trận giết hết những kẻ xâm phạm kia, Ngô Bình đến một sân nhỏ, Vương Thế An và Liễu Tam Tương đều đang ở bên trong, họ đã biết chuyện xảy ra bên ngoài. Vương Thế An nói, nếu tôi là cậu thì sẽ không giết anh ta, người có thể mở ra tiên giới đều không phải mạnh bình thường. Liễu Tam Tương, nhưng nếu công tử không giết anh ta, sau này làm sao còn chỗ đứng ở nguyên thủ tiên giới? Anh đánh tôi một cái, tôi phải trả lại anh, nếu không mọi người có thể bắt chước người này. Vương Thế An, nhưng trên đời này không có nhiều cường giả giống Tả Lăng Hư. Ngô Bình, giết thì cũng đã giết rồi, có nói nhiều cũng vô ích. Ít nhất Tả Lăng Hư này sẽ không đến gây phiền phức cho tôi trong thời gian ngắn. Liễu Tam Tương, công tử biết. Ngô Bình, tôi bói một quẻ, tính được hiện giờ Tả Lăng Hư đang ở thế tục.
Liễu Tam Tương nói, một cường giả sáng lập ra tiên giới như ông ta chạy đến thế tục làm gì? Lẽ nào? Ông ta ngạc nhiên nói, lẽ nào ông ta cũng muốn đến thế tục để sống lại? Ngô Bình cười nói, ông Liễu, phải mượn nhân thư của ông để tìm người một lát. Liễu Tam Tương lấy nhân thư của mình ra, quan sát một lúc lâu mới gật đầu, nói, tìm được rồi, bây giờ Tả Lăng Hư là một thanh niên 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Ôi trời, số mệnh của ông ta sẽ liên quan không ít đến công tử, hơn nữa hai người không thể nào cùng tồn tại, cuối cùng chỉ có thể một người còn sống. Vương Thế An nhìn ông ta hỏi, cuối cùng ai sẽ thắng? Liễu Tam Tương lắc đầu, với công lực của tôi thì không thể xem quá nhiều, không đoán được. Ngô Bình, xem ra người sống lại ở thế tục không chỉ có một mình tôi, còn có không ít nhân vật tầm cỡ. Liễu Tam Tương nhìn chằm chằm nhân thư hồi lâu, vẻ mặt rất phức tạp nói, tình hình không ổn rồi. Tôi loáng thoáng nhìn thấy không ít cái tên khá có danh tiếng, lẽ nào họ cũng muốn sống lại ở thế tục? Vương Thế An, nhiều người sống lại như thế là vì điều gì? Liễu Tam Tương, người có mạnh đến đâu, sau khi sống lại thì khí vận sẽ trở nên yếu đi, rất dễ bị người mạnh hơn giết chết, sau đó hấp thụ vận mệnh của người đó. Cũng như thế, người sống lại cũng vì vận mệnh của mình không vững chắc, có thể dễ dàng hấp thu khí vận của người khác. Vương Thế An khẽ cười, thế nên mọi người cắn nuốt khí vận lẫn nhau. Liễu Tam Tương, tôi không có thêm lời giải thích hợp lý nào hơn nữa, có lẽ vẫn còn nguyên nhân sâu xa. Vương Thế An hỏi Ngô Bình, cậu định bao giờ bắt đầu sống lại? Tôi nghĩ không thể đợi thêm nữa. Ngô Bình, còn phải đợi thêm nữa, tôi phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ mới được. Vương Thế An, phải mất. Bao lâu? Ngô Bình, nhiều nhất là 3 tháng. Được, 3 tháng sau chúng ta sẽ hành động. Ngày hôm sau, Ngô Bình đến Ất Mộc Linh Giới, trong Ất Mộc Linh Giới có rất nhiều dược liệu quý hiếm. Anh cũng không khách sáo sử dụng dược điển đại ngàn thu thập các loại dược liệu, sau đó cất vào trong dược điển. Anh vừa hái thuốc vừa luyện đan, chạy qua chạy lại giữa Thái Ất Đan Uyển và Đan Đạo Viện. 3 tháng thoáng chốc trôi qua, Ngô Bình đã hoàn toàn ổn định tu vi của mình, mấy người Đường Băng Vân cũng lần lượt rời xuất quan, đều đã đột phá đến thần thông cấp 8, cấp 9, thậm chí cấp 10. Đồng thời, trong 3 tháng qua, anh cũng đã xây dựng xong Đan Đạo Viện, với sự cố gắng của anh, Đan Đạo Viện đã có thể sánh ngang với các thầy luyện sư ở Thượng Phủ, thậm chí còn vượt qua bọn họ nhiều điểm. Ngày hôm đó Ngô Bình đã thông báo riêng cho Nguyên Thủy Sơn và Thái Ất Hoàng Triều, nói rằng anh sẽ bế quan để tu luyện đến đạo cảnh, anh vốn dĩ luôn như thế nên mọi người đều nghĩ chuyện đó rất bình thường. Muốn đạt đến đạo cảnh, ngắn thì vài tháng, lâu thì vài năm. Ngô Bình vừa lúc có thể tìm lý do để thoái thác với người ở hai bên. Ngô Bình cũng đặc biệt thông báo cho Nguyệt Thanh Ảnh, Hạ Tử Trần, Lý Thuần Như để họ giúp anh chăm lo cho gia đình. Có 3 nhà này, cộng với Nguyên Thủy Sơn, gia tộc của Ngô Bình chắc chắn là một trong những thế lực có sức ảnh hưởng nhất trong cõi chân thủy thiên giới, đám người bình thường kia không dám khiêu khích. Sau khi dặn dò người nhà, Ngô Bình biến mất, trước khi đi cũng mà không mang theo bất cứ thứ gì. Tất cả bảo vật, thậm chí cả dược điển đại ngàn đều được giao lại cho Đường Tử Di cất giữ. Rất nhiều người đều biết chuyện Ngô Bình bế quan, cũng không ai nghi ngờ gì, Đan Đạo Viện vẫn tiếp tục hoạt động, Thái Ất Đan Uyển cũng vẫn như trước, chẳng qua thỉnh thoảng người nhà Ngô Bình lại phái người đem vài đan dược đi. Số đan dược này đều là do Ngô Bình luyện chế trước, sau đó dùng vạn hóa thần hồ sao chép lại. Hôm đó Ngô Bình và Vương Thế An lặng lẽ đến một ngôi nhà ở thế tục, Liễu Tam Tương đứng trước mặt hai người họ, ông ta đặt tay lên nhân thư phát ra 2 luồng sáng, đánh vào trên người hai người họ. Dưới ánh đèn sáng chói, thân hình Ngô Bình dần biến thành một thiếu niên tuấn tú 17 tuổi, Vương Thế An cũng biến thành một thiếu niên 15 tuổi. Sau khi thay đổi diện mạo, ký ức của một người khác xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Đồng thời ký ức của chính anh dần biến mất. Cùng lúc đó anh phong ấn toàn bộ sức mạnh của bản thân vào trong thần môn. Không biết qua bao lâu, trước mặt Ngô Bình tối đen, sau đó ngất đi. Khi tỉnh lại, ký ức của anh đã bị thay thế, anh trở thành một Ngô Bình khác, là một học sinh trung học. Ngô Bình nhìn xung quanh, thấy đã 9 giờ sáng, anh giật mình ngồi dậy định mặc quần áo vào nhưng lướt nhìn lịch, anh mới biết hôm nay là ngày nghỉ.
không cần phải đi học. Anh thở phào nhưng vẫn nhấc chăn lên, anh vừa nhấc chăn lên bước xuống thì phát hiện mình đang đứng. Anh không khỏi trợn to mắt, sau đó mừng rỡ nói, mình khỏi rồi. Từ lúc dậy thì, nơi ấy của Ngô Bình luôn không ổn, kích thước khá nhỏ, chỉ bằng của một cậu nhóc 5 tuổi. Vì thế Ngô Bình luôn rất tự ti, khi đi vệ sinh luôn phải đi một mình, tính. Cách càng thêm quái gở. Tuy trông bề ngoài của Ngô Bình cũng khá tuấn tú, trong trường cũng được kha khá cô em thầm thương trộm nhớ nhưng cậu hoàn toàn không dám chấp nhận tình cảm của ai. Mỗi lần thấy bạn bè dẫn gái về ngủ qua đêm, cậu chỉ biết hâm mộ và khát khao. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của bố cậu Ngô Đại Hưng, Tiểu Bình, dậy đi con, đồ ăn nguội cả rồi. Ngô Bình đáp một tiếng, thay quần áo rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó xuống ăn sáng. Gia cảnh của Ngô Bình không mấy khá giả, bố là tài xế taxi, 5 năm trước bị tai nạn giao thông, phải chữa hết mấy trăm nghìn, thêm cái bệnh khó nói của Ngô Bình thì họ chỉ còn cách bán nhà. Hiện tại họ đang sống nhờ ngôi nhà 2 phòng 1 sảnh của cô Ngô Bình. Ngồi xuống ghế, trên bàn có bày một đĩa đồ lòng, một phần canh xương sườn, thêm đĩa trứng gà mới luộc, một phần sủi cảo hấp. Mẹ cậu là Dương Quế Chi còn đang bận rộn trong bếp, bà muốn hâm nóng đồ ăn thừa hôm qua để lót bụng với chồng. Ngô Bình đẩy đĩa đồ lòng sang cho Ngô Đại Hưng, bố ơi, con không đói, bố ăn đi. Ngô Đại Hưng ừ một tiếng rồi nói, Tiểu Bình, ngày mai có kỳ thi khảo sát tổ chức toàn thành, con phải thi tốt cho bố mẹ nở mày nở mặt đó. Thành tích của Ngô Bình không tệ, luôn nằm trong top 100 của trường. Trường cấp 3 số 1 Trung Châu của cậu luôn là top 3 trường điểm của thành phố, 100 người hạng đầu gần như đều sẽ thi đậu đại học hạng 1. Đương nhiên, nếu muốn thi đỗ 2 trường đứng đầu thì phải vào top 50 lận. Ngô Bình, bố yên tâm, con sẽ cố hết sức. Do yếu sinh lý nên Ngô Bình luôn rất tự ti, bù lại cậu dồn hết tâm sức và thời gian vào việc học, nhờ đó mà việc học của cậu luôn khá tốt, đứng trong top 3 của lớp, bố mẹ luôn tự hào vì chuyện này. Ăn xong 2 cái sủi cảo, húp thêm nửa chén canh, Ngô Bình chợt thì thầm với Ngô Đại Hưng, bố ơi, cái đó của con hình như phát triển rồi á. Tình huống của con trai thế nào, Ngô Đại Hưng rõ hơn ai hết, 2 năm nay nhà họ tìm người chữa bệnh, hốt thuốc khắp nơi, tiền tốn không biết bao nhiêu nhưng tác dụng lại chẳng được là mấy. Nghe Ngô Bình nói xong, Ngô Đại Hưng còn chưa kịp phản ứng, hỏi ra cái gì phát triển. Ngô Bình nhìn xuống chỗ kia của mình, là chỗ đó đó. Ngô Đại Hưng giật mình, sau đó đứng bật dậy, lôi Ngô Bình vào trong phòng. Sau vài phút, ông ấy vui mừng đi ra, vào phòng bếp, báo tin vui cho vợ. Dương Quế Chi nghe xong, 2 vợ chồng ôm nhau khóc khiến Ngô Bình hoảng sợ. Lúc này, điện thoại Ngô Bình vang lên, cậu liếc mắt một cái thì thấy là Từ Kiêu bạn ngồi cùng bàn gọi. Tính cách cậu hướng nội, ít bạn bè, Từ Kiêu lại nằm trong số người ít ỏi đó. Thậm chí cậu còn kể chuyện mình bị yếu sinh lý cho Từ Kiêu nghe, cậu ta vẫn luôn giữ bí mật giúp cậu. Alo, Từ Kiêu. Bên kia nói, Ngô Bình, Hoa Khôi Giang Nhu của lớp nhờ tớ nhắn với cậu là trưa nay hẹn cậu đi coi phim. Má ơi, cậu hên quá, Hoa Khôi cũng muốn hẹn hò với cậu cơ đấy. Nếu là trước đây, Ngô Bình nhất định sẽ do dự, dù gì mặt kia của cậu không ổn, hẹn đi chơi thì làm ăn được gì. Nhưng hiện tại đã khác trước, cậu đã khôi phục năng lực đàn ông, còn gì để do dự nữa chứ? Anh lập tức nói, được, cậu báo cho Giang Nhu là tớ sẽ tới. Từ Kiêu có hơi bất ngờ, chuyện này xảy ra vài lần rồi, trước kia Ngô Bình luôn từ chối, lần này cậu ấy lại đồng ý dễ dàng quá vậy. Cậu, không sợ lòi à? Ngô Bình, Từ Kiêu, giờ tớ đã có năng lực kia rồi. Từ Kiêu, hả? Ngô Bình, tí tớ rủ cậu đi chơi game, gặp nhau rồi tớ nói sau. Ngô Bình cúp điện thoại, Ngô Bình xin Ngô Đại Hưng 200 đồng rồi đi tìm Từ Kiêu. Hơn 10 phút sau, tại một quán net, Ngô Bình thấy Từ Kiêu, cậu ta đã mở máy, mua 2 phần đá bào, là vị mà Ngô Bình thích. Từ Kiêu cao 1m85, vóc dáng to con, có chút béo, vẻ ngoài thật thà, là kiểu con gái rất thích. Nhưng Ngô Bình biết cậu bạn này tinh danh vô cùng, trong bụng toàn mưu mô, vẻ ngoài chất phác chỉ là ngụy trang. Ngô Bình,
cậu nói năng lực gì thế, cậu ta hỏi ngay. Ngô Bình nói chi tiết cho Từ Kiêu nghe, Từ Kiêu theo cậu vào WC, sau khi trở về thì ánh mắt hoàn toàn thay đổi, trời ơi, to hơn cả tớ nữa. Cậu phẫu thuật à? Ngô Bình bĩu môi, phẫu thuật gì chứ? Chính nó tự phát triển. Từ Kiêu gãi đầu, vậy là của tớ vẫn còn lớn được phải không? Ngô Bình, chắc thế, dù sao của tớ cũng khá lớn. Sau khi thổ lộ tâm sự, Từ Kiêu nói, Trương Siêu lớp kế bên đã thắng của tớ 1.000 tệ vào hôm qua, nay lại gửi tin hỏi tớ có dám chơi một ván nữa không? Ngô Bình nhíu mày, cậu biết Từ Kiêu chơi PUBG, còn thường xuyên PK gì đó với người ta, một lần như vậy là mấy trăm hoặc hơn 1.000 tệ, thắng nhiều thua ít. Skill của Trương Siêu khá dữ, cậu đừng cá cược với nó nữa, 1.000 này mời tớ ăn ngon không phải lợi hơn à, Ngô Bình khuyên. Từ Kiêu, nhưng tớ tức lắm, muốn thắng lại. Ngô Bình thấy khuyên không được thì nói, vậy được rồi, chúng ta đánh hai ván cho nóng người trước đã. Hai người mở trò chơi, bắt đầu chơi game. Hai tay nắm chuột và bấm bàn phím, Ngô Bình thì như nắm chắc thắng lợi trong tay. Mới chơi chưa được 5 phút, Ngô Bình đã xử được 7 mạng. Từ Kiêu là đồng đội liên tục hét lên, má ơi, Ngô Bình, sao tự dưng cậu chơi pro quá vậy? Cậu có biết vừa nãy cậu đã giết được ai không? Là một streamer PUBG rất giỏi, tớ biết anh ta đó. Ngô Bình cũng cảm thấy trình độ chơi game của mình nâng cao rất nhiều, như được ông bà độ vậy, có thể là do trạng thái tớ đang tốt. 10 phút, Ngô Bình đã giết 10 mạng, cũng nhờ sự cứu viện của cậu mà Từ Kiêu mới sống được tới giờ. Ván này, đối thủ của họ khá mạnh, hai đội trong đó rõ ràng có trình độ chuyên nghiệp. Tiến vào vòng cuối, Ngô Bình đã giết được 25 mạng, Từ Kiêu giết 6, trừ 2 người, trong vòng cuối còn 3 nhóm khác, một nhóm 3 người, nhóm 4 người và một phe một mình. Từ Kiêu hưng phấn, Ngô Bình, giờ cậu chơi game giỏi quá, ván này chúng ta có cơ hội ăn gà rồi. Ngô Bình gãi đầu, chắc được, tớ cảm thấy trình độ bên kia cũng tạm thôi. Tạm, tớ đã nói với cậu chưa, mấy người này toàn dân chuyên nghiệp đó, cậu ta nói xong. Ngô Bình cũng bắn chết. Người chơi một mình kia. Cuộc chiến trở nên gay cấn, tam phương hỗn chiến, nhóm 4 người bị diệt toàn đội, nhóm 3 người thì chết một. Hiện tại chỉ còn 2 phe, mỗi phe 2 người, khu an toàn cũng không ngừng thu hẹp. Vị trí của Ngô Bình khá bất lợi, cậu nói với Từ Kiêu, cậu lao ra, tớ ngắm bắn đối phương. Từ Kiêu cắn răng, được, tớ tin tưởng cậu. Cậu ta nhảy ra khỏi bong khe, chạy té khói về phía trước. Cậu ta vừa thò đầu ra, đối phương đã bắn, Ngô Bình giơ súng nả 2 phát, trúng một người. Từ Kiêu cũng trúng đạn ngã xuống nhưng bên kia cũng bại lộ vị trí. Ngô Bình ném toàn bộ lựu đạn, sau vài tiếng nổ lớn, trò chơi kết thúc, hai người Ngô Bình thành công ăn gà. Wow, thắng rồi, Từ Kiêu hưng phấn vung tay vung chân. Sau đó... Hai mắt cậu ta rực sáng, Ngô Bình, hay cậu chơi dùm tớ ván này, lấy lại tiền tớ thu cược đi. Tiền thắng thì chúng ta chia đôi. Ngô Bình cũng cảm thấy trình chơi game của mình tăng lên rất nhiều, nghĩ rồi đồng ý, lỡ mà thua thì chúng ta cũng cưa đôi. Từ Kiêu lập tức liên lạc với Trương Siêu, tao coi tin nhắn rồi, hiếm khi mày thắng tao được một lần này mà thua lại chẳng phải là cụt hứng nữa à, tao để mày vui vẻ vài ngày đó. Trương Siêu bên kia, Từ Kiêu, độ dày của mặt mày tăng lên rồi à? Mày tự tin như vậy, dám cá thêm tiền không? Từ Kiêu, được, mày muốn chơi bao nhiêu? Trương Siêu, trong tay tao còn 4.000, chơi hết, mày dám không? Từ Kiêu, có gì mà không dám? Ông mày chơi hết tiền lì xì 2.5 luôn nè mày. Nghe nói hai bên chơi tận 4.000, Ngô Bình nói, Từ Kiêu, chơi thế có nhiều quá không? Từ Kiêu, yên tâm, chỉ bằng trình của cậu, phát huy bình thường là đánh cho Trương Siêu té đái rồi. Cá cược của song phương khá đơn giản, hai bên cùng tiến vào trò chơi, ai sống lâu hơn, lấy được nhiều mạng hơn thì thắng. Như vậy, số mạng mà họ bắn được và thời gian sống còn có liên quan trực tiếp với nhau, giết địch càng nhiều, thời gian sống càng lâu. Hai người đổi vị trí, Ngô Bình dùng tài khoản của Từ Kiêu để chơi. Cậu không biết rằng lúc này, Trương Siêu cũng nhường chỗ cho một cao thủ lợi hại mà cậu ta mới tìm được để chiến với Từ Kiêu.
Dù gì cũng tới tận 4.000, Trương Siêu không dám chắc nên gọi ra người bạn chơi PUBG giỏi nhất để giành lấy 4.000 trong tay từ Kiêu. Trò chơi bắt đầu, Ngô Bình đã tìm được cảm giác, trình độ hơn xa ván vừa rồi, không tới 5 phút đã đoạt 9 mạng, tới khi vào vòng cuối đã giết được 27 người. Nhưng cao thủ mà Trương Siêu mời tới cũng chẳng vừa, sống được tới tận vòng cuối. Có điều tên này không quá may mắn, đồng đội chết dần, cuối cùng bị người ta cho nổ chết bằng lựu đạn. Ngô Bình tiếp tục chơi, dùng sức một người, thành công ăn gà. Sau ván này, phía Trương Siêu choáng váng, nhưng cậu ta cũng là người giữ chữ tín, lập tức gửi cho Từ Kiêu 4.000. Sau khi chuyển khoản, Trương Siêu không cam lòng, Từ Kiêu, tối nay dám chơi ván lớn hơn không, 10.000. Từ Kiêu định đồng ý nhưng Ngô Bình không ngừng lắc đầu, cậu đành phải nói thôi, tớ sợ tối nay tình hình không tốt, hôm khác đi. 4.000 vừa giành được, Từ Kiêu chia cho Ngô Bình 2.000, cậu ta cười nói, mẹ nó, này cậu nghệ quá nha, tớ cảm thấy cậu Livestream cũng được rồi đó. Ngô Bình, thời gian đâu mà lai, mai là thi toàn thành, không biết đề thi khó cỡ nào. Từ Kiêu, yên tâm đi, thành tích của cậu tốt, người lo lắng nên là tớ nè. Hai người chơi thêm vài ván là tới giờ cơm, họ cùng ăn mì. Lúc ăn, Ngô Bình hỏi, Giang Nhu nói gì với cậu? Từ Kiêu, có gì đâu, chỉ là rủ cậu đi xem phim. Nhưng tớ cảm thấy cậu ấy có ý với cậu. Ngô Bình, tớ nhớ ra rồi, Hoàng Thiếu Vệ đang cua Giang Nhu mà, cậu ấy chưa chịu hả? Từ Kiêu bĩu môi, tớ nghe nói điều kiện gia đình Giang Nhu cũng khá giả, bố cậu ấy làm trong cơ quan nhà nước, sao có thể để ý loại như Hoàng Thiếu Vệ? Ngô Bình cười khổ, nhưng tớ còn chẳng bằng Hoàng Thiếu Vệ mà, dù gì Hoàng Thiếu Vệ cũng có tiền hơn tớ, bố cậu ta làm kinh doanh mà. Từ Kiêu cười, vậy thì cậu sai rồi. Mấy cô gái như Giang Như càng coi trọng tiềm lực và đạo đức. Ngô Bình, tớ cảm thấy cậu rất thông minh, đây có thể là một trong những nguyên nhân Giang Nhu bị cậu thu hút. Đương nhiên cậu cũng bảnh trai phết, là hot boy lớp mình mà. Ngô Bình, ôi vãi, cậu khen làm tớ ngượng quá. Từ Kiêu thở dài, hầy, thời này theo đuổi con gái khó quá, biết bao giờ mới có gái cua tớ nhỉ. Ăn bữa trưa xong, Ngô Bình về nhà một chuyến, giao 1.000 cho mẹ. Hoàn cảnh gia đình không tốt, bố cậu chạy taxi cả tháng mới được có 6.000, mẹ cũng chỉ có tiền lương hơn 4.000, trừ hết chi phí và tiền nợ thì nhà họ chẳng còn bao nhiêu. Dương Quế Chi còn hỏi là tiền từ đâu ra, Ngô Bình cũng đáp là mình bán đồ trong game kiếm được. Cách giờ coi phim còn lâu, Ngô Bình ngồi làm thêm bài tập. Khi mở sách giáo khoa, cậu phát hiện trí nhớ của mình tốt hơn rất nhiều, thêm nữa là những đề số học và vật lý làm cậu đau đầu kia, cậu đều biết làm, trong đầu nảy ra nhiều phương pháp giải. Ngô Bình cảm giác như mình đang mơ vậy, cậu lấy đề số học trong đề đại học năm ngoái ra, làm thử một lần, không ngờ hai mấy phút sau, cậu đã hoàn thành, so chiếu đáp án có sẵn thì được 148 điểm. Nên biết là đề số học trong kỳ thi năm trước rất khó, thủ khoa thành phố năm ngoái cũng chỉ đạt 139 điểm. Nhiều thí sinh đậu hai trường đứng đầu đều không đạt tới 110 điểm nữa là. Còn phần đông thí sinh thì đều dưới 90. Ngô Bình cũng bị chính mình dọa sợ rồi. Chuyện gì xảy ra thế? Chỗ kia không chỉ phát triển bình thường mà não cậu cũng thông minh hơn. 3 giờ chiều, Ngô Bình có mặt ở cửa ra vào của rạp phim. Cậu vừa tới đã thấy Giang Nhu. Giang Nhu là bạn gái xinh nhất lớp, nhưng thường ngày cô ta khá kiêu kỳ, không để ý đám nam sinh, rất nhiều bạn học nam từng theo đuổi cô ta nhưng kết cục đều thất bại. Giang Nhu xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt to, da trắng, cột tóc đuôi ngựa, toàn thân tỏa ra hơi thở xuân thì. Ngô Bình có chút ngại ngùng, tiến lên chào, Giang Nhu. Giang Nhu đánh giá cậu. Cười nói, muốn hẹn cậu ra ngoài khó thật đó, may mà tớ thành công. Ngô Bình gãi đầu, tớ mua vé xem phim rồi, cậu muốn ăn gì, tớ đi mua. Giang Nhu xem giờ rồi nói, không cần, tớ cá cược với người khác thôi. Mấy bạn nữ trong lớp đều nói không ai hẹn được cậu đi chơi, tớ không tin mới thử một lần. Ngô Bình ngẩn ra, sau đó lại cười, vậy giờ tớ mời cậu coi phim, cậu bằng lòng chứ? Giang Nhu có chút do dự, cả
cảm thấy mình làm vậy không tốt nên mới thở dài, được thôi, nhưng tớ sẽ không làm bạn gái cậu đâu, chúng ta chỉ coi phim chung thôi. Ngô Bình, biết rồi. Hai người vào rạp, trong rạp đang chiếu một bộ phim viễn tưởng, nhân vật có pháp thuật, bay tới bay lui, trong cốt truyện chính có xen kẽ câu chuyện tình yêu. Thấy thần tiên trong phim thi triển pháp thuật, dùng bùa chú, trong đầu Ngô Bình đột nhiên xuất hiện vài ký ức. Cậu vừa coi phim vừa vô thức vận hành nguyên khí trong cơ thể. Phim chiếu được nửa, trong cơ thể cậu đã có một đoàn khí không ngừng di chuyển, càng ngày càng mạnh. Phim chiếu xong, cậu đã luyện khí thành công, sức mạnh thể chất cũng nâng lên rất nhiều. Hai người ra khỏi rạp phim, Giang Nhu nhìn Ngô Bình đang tươi cười, Ngô Bình, chúng ta là người của hai thế giới, tốt nhất cậu nên bỏ ý nghĩ theo đuổi tớ đi. Ngô Bình nhìn Giang Nhu, vì sao? Vì bố cậu làm trong cơ quan nhà nước. Giang Nhu lắc đầu, có vài việc, cậu không nên biết nhiều, sau đó cô ta rời đi chẳng thèm quay đầu lại. Nhìn theo bóng lưng Giang Nhu, Ngô Bình nhíu mày, cậu cảm giác khi Giang Nhu nhìn mình, trong ánh mắt mang theo sự ngạo mạn của kẻ đứng trên cao nhìn xuống như thể kẻ trên trời, người dưới đất vậy. Chúng ta là người của hai thế giới à? Ngô Bình lẩm bẩm rồi vận hành nội kinh, trên bàn tay xuất hiện một vầng sáng vàng. Ngô Bình về nhà ăn cơm tối xong thì tiếp tục luyện tập với khí tức trong cơ thể. Dường như cậu sinh ra đã biết nên luyện tập như thế nào, tiến bộ rất nhanh. Đến 12 giờ tối, cậu bắt đầu cảm thấy mình đã thay da đổi thịt, cứ như biến thành một người khác hoàn toàn, nhẹ nhàng đấm một đấm đã có thể đấm nát một tảng đá, còn có thể đánh ra được trường ảnh từ xa, để lại dấu tay rất sâu trên bức tường bê tông cách đó hơn mười mấy mét. Ngô Bình liên tục nghiên cứu và thích nghi với cơ thể mới này, mãi đến hơn 4 giờ sáng mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Ngô Bình đến trường, cậu đọc qua một lượt sách lịch sử, ngữ văn rồi lướt qua vài bộ đề. Lúc đang giải đề, tự dưng cậu cảm thấy có người đang tiến gần đến bên cạnh mình, sau đó gõ nhẹ lên bàn. Ngô Bình ngoảnh đầu nhìn thì thấy đó là Hoàng Thiếu Vệ, một thiếu gia nhà giàu trong lớp. Có chuyện gì sao, cậu hỏi. Hoàng Thiếu Vệ nhìn cậu chằm chằm và hỏi, tối qua cậu đi xem phim với Giang Nhu hả? Đúng là có chuyện đó, Ngô Bình không phủ nhận, nói, đúng vậy, mà sao cơ? Hoàng Thiếu Vệ giật nhẹ mắt, nghiến răng nói, lá gan của cậu cũng lớn đấy, bạn gái của Hoàng Thiếu Vệ tôi mà cũng dám động đến, có tin tôi cho người xử cậu không? Ngô Bình nhìn nắm đấm của mình nói, được thôi, cậu chọn thời gian đi, tôi muốn xem thử cậu định xử tôi thế nào. Hoàng Thiếu Vệ hơi bất ngờ, trong ấn tượng của cậu ta, Ngô Bình là một người khá nhút nhát và lầm lì, sao lại dám cãi lại cậu ta? Cậu ta không nghĩ gì nhiều, cười khẩy rồi nói, được, cậu ngon đấy, vậy cứ đợi mà xem. Giang Nhu đứng gần đó nhìn thấy hết mọi chuyện, có điều cô ta không hề nói gì mà quay đi đọc sách ngay. 9:30 là bắt đầu thi, thi ngữ văn trước, đề thi không quá khó, nhưng nếu muốn được điểm cao thì lại không dễ. Thường thì làm được 130 trên 150 đã là khá lắm rồi. Lúc này Ngô Bình rất tỉnh táo, cầm bút viết liên tục không ngừng, đặc biệt là phần thi viết, viết hay đến nỗi bản thân cũng thấy rất hài lòng. Vốn dĩ cậu đã học rất khá, thuộc top 3 của lớp, giờ lại không biết vì lý do gì, đầu óc thoáng đạt thêm rất nhiều nên khi giải đề cứ như hổ thêm cánh. Kết thúc thời gian thi thì cũng đã 11 giờ rồi. Thầy giáo cho mọi người về luôn và báo chiều sẽ thi toán. Từ Kiêu bước qua hỏi, Ngô Bình, làm bài thế nào? Ngô Bình hỏi, cậu thì sao? Từ Kiêu thở dài, tớ nghĩ nhiều nhất chỉ được 100 điểm, có rất nhiều câu đọc mà chẳng hiểu gì. Ngô Bình vỗ nhẹ lên vai cậu ta, không sao, cậu đã cố gắng lắm rồi. Từ Kiêu thét lên, á điều, cậu đang an ủi tớ hay là cười nhạo tớ hả? Hai người họ choàng vai bá cổ ra khỏi lớp, chuẩn bị ra cửa hàng thức ăn nhanh ngoài trường để ăn gì đó, nhưng vừa đi được mấy bước thì có 4 học sinh cao to tiến lại gần, vừa nhìn là biết học sinh bên khối thể dục thể thao. Hoàng Thiếu Vệ dẫn đầu, cười khẩy, nói, Ngô Bình, chẳng phải cậu muốn tôi xử cậu sao? Bây giờ tôi cho cậu được toại nguyện. Từ Kiêu liền bước về trước một bước, trừng mắt, nói, Hoàng Thiếu Vệ, bớt ra vẻ ở đây đi. Cậu dắt theo mấy người này cũng không đủ cho tôi nhét kẽ răng, không tin thì cậu thử xem. Lúc này,
dáng vẻ của Từ Kiêu hoàn toàn không giống với dáng vẻ thường ngày. Thật ra Ngô Bình biết Từ Kiêu rất giỏi đánh nhau, rất hay đánh với người ngoài xã hội. Hoàng thiếu vệ sầm mặt, Từ Kiêu, chuyện này không liên quan gì đến cậu, cút sang một bên đi. Từ Kiêu trừng mắt địch, Ngô Bình là anh em của tôi, cậu muốn xử cậu ấy thì phải qua được ải của tôi. Ngô Bình cảm động, đây là lý do cậu muốn kết bạn với Từ Kiêu, nghĩa khí, bằng lòng gánh vác thay anh em. Cậu kéo Từ Kiêu về lại, cười, nói, Từ Kiêu, tớ vừa học được mấy chiêu quyền pháp, đúng lúc có thể thử xem hiệu quả thế nào. Từ Kiêu hơi bất ngờ, cậu ta quá hiểu Ngô Bình, mặc dù đẹp trai nhưng lại không có bao nhiêu sức lực, càng không thể nào đánh nhau. Cậu ta vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng Ngô Bình đã bước đến trước mặt Hoàng thiếu vệ, lạnh lùng nói cậu muốn chơi thế nào. Hoàng thiếu vệ bất giác lùi lại một bước, cậu ta cảm thấy hôm nay Ngô Bình rất có khí thế, lập tức nói tôi đã nói rồi, xử cậu. Cậu ta vung tay, ba học sinh thể dục xông lên. Bụp. Ngô Bình khom người, đánh một quyền lên bụng của học sinh thể dục chạy lên đầu tiên làm cậu ta rên một tiếng rồi ngã xuống đất, co rút người lại. Hai người còn lại đang định đưa tay ra bắt lấy Ngô Bình thì đã bị cậu gạt chân, ngã lăn hết ra đất, cả hai đau đớn hét lên. Hoàng thiếu vệ ngơ người ra, cậu ta không ngờ người mình tìm đến giúp đỡ lại bị giải quyết trong tích tắc. Ngô Bình nhìn Hoàng thiếu vệ chằm chằm rồi lạnh lùng nói, người cậu tìm đến không ổn lắm. Hay là cậu lên đi. Hoàng thiếu vệ nuốt nước bọt, lập tức cười huề, nói, Ngô Bình, tôi chỉ đùa với cậu thôi, bạn bè cả, sao tôi có thể xử cậu được. Cậu hiểu nhầm rồi. Từ Kiêu trợn tròn mắt, bước qua giơ ngón cái lên khen, Ngô Bình, được đấy. Tớ cũng chưa chắc đánh lại ba người này, không ngờ cậu lại đánh bại hết chỉ trong vài giây. Ngô Bình vuốt mũi, tớ có luyện tập mà. Sau đó cậu đá Hoàng thiếu vệ một cái, nếu cậu không phục thì sau này cứ gọi người đến. Hoàng thiếu vệ vội nói, không dám nữa đâu, không dám nữa. Đến trưa, hai người họ ăn vớ vẩn vài thứ rồi về lại trường chuẩn bị cho đợt thi buổi chiều. Vẫn chưa bắt đầu thi toán là đã phát kết quả bài thi ngữ văn lúc sáng, lúc Ngô Bình nhận bài, phát hiện mình đạt điểm rất cao 145 điểm, trong đó bài tập làm văn được tròn điểm. Lúc phát bài, một cô gái trẻ tầm 20 mấy tuổi đứng ở cửa vẫy tay gọi Ngô Bình, em đến văn phòng một lát. Cô gái đó là cô giáo ngữ văn của Ngô Bình, tên Hứa Á Bình, vẫn chưa kết hôn, là cô giáo trẻ và xinh đẹp nhất trong số các cô giáo. Lúc đến văn phòng, Hứa Á Bình mỉm cười, nói, Ngô Bình, lần này em thi tốt lắm, em có từng làm qua đề thi này chưa? Ngô Bình lắc đầu, chưa. Nhưng có mấy câu cô đã từng giảng qua. Hứa Á Bình gật đầu, đúng vậy, thành tích lần này của em rất xuất sắc, có thể nói là phát huy vượt mức bình thường, nhưng em đừng kiêu ngạo, cố gắng giành học bổng lần này của trường nhé. Ngô Bình biết chuyện học bổng, hàng năm trường học đều trích một khoản tiền thưởng làm học bổng để khích lệ học sinh. Nhưng chỉ có những học sinh lọt vào top 100 toàn thành phố thì mới có tư cách nhận học bổng. Cụ thể là top 3 toàn thành phố sẽ nhận được học bổng 100.000, top 10 sẽ được 50.000, top 50 sẽ được 10.000, top 100 sẽ được 2.000. Trình độ giáo dục của trường số 1 khá tốt, thường thì sẽ có khoảng mười mấy học sinh lọt top 100, 3, 4 người lọt được top 50 còn top 10 và top 3 thì hơi khó nói, lúc có lúc không. Vì vậy, trường rất coi trọng top 3 và top 10, thưởng nóng ngay 100.000 và 50.000. Trung Châu là một thành phố lớn với hơn 2.000 vạn dân, người có thể lọt top 100 ở nơi này thì phải nói là người giỏi nhất trong những người giỏi, nếu lọt top 10, học sinh đó có thể chọn bất cứ trường top nào để theo học. Cô yên tâm, em sẽ cố gắng, Ngô Bình nói. Hứa Á Bình không quá bất ngờ với thành tích của Ngô Bình, vì thỉnh thoảng Ngô Bình cũng thi được điểm ngữ văn khá cao. Lúc Ngô Bình về lại lớp thì buổi thi toán đã bắt đầu. Mấy ngày nay Ngô Bình chủ yếu tập trung ôn luyện toán vì cậu yếu nhất môn này, trước đây thi toán, cậu chỉ có thể thi được tầm khoảng 120 điểm, với điểm số này thì đến top 100 của trường cũng không vào nổi. Nếu thành tích thi toán của Ngô Bình có thể nâng lên tầm 140, cậu sẽ lọt được vào top 10 của trường, trở thành người đứng nhất lớp. Buổi thi bắt đầu, thầy giáo toán đặc biệt đi đến chỗ của Ngô Bình, quan sát anh làm bài, thầy nhìn mười mấy phút thì mặt nở nụ cười.
vỗ nhẹ vai Ngô Bình với vẻ rất mãn nguyện. 40 phút sau, Ngô Bình không chỉ làm hết tất cả các câu hỏi mà còn kiểm tra một lượt, sau đó nộp bài sớm. Vì ngồi chờ quá chán. Thầy dạy toán mỉm cười, gật đầu, nói, Ngô Bình, em khoan hẵng đi, để thầy sửa bài cho em tại đây luôn. Các thầy cô thường rất nhiệt tình với các học sinh ưu tú, Ngô Bình chỉ đành quay lại chỗ ngồi, đợi kết quả chấm bài của thầy. Vì đây là cuộc thi tìm kiếm thiên tài toàn thành phố, để tránh bị nghi ngờ, thầy dạy toán gọi thêm hai thầy giáo khác nữa đến cùng chấm bài. Đáp án bài thi toán khá khách quan, đúng là đúng, sai là sai. Chưa đến 10 phút đã có kết quả, lần này Ngô Bình được tròn điểm, 150 điểm. Mấy thầy cô đều rất vui, một trong số đó nói với thầy dạy toán, Ngô Bình sáng dạ hẳn, nếu thi đại học mà cũng phát huy tốt được thế này thì nhất định sẽ là con ngựa chiến của trường ta. Mọi người nghe thấy thành tích của Ngô Bình thì ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, chỉ có Giang Nhu là không có biểu cảm gì. Theo cô ta thì dù thành tích có giỏi đến đâu, họ vẫn không phải người của cùng một thế giới. Khoảng cách giữa họ không thể nào dùng tiền bạc hay thành tích có thể bù đắp được. Tan học, Từ Kiêu hẹn Ngô Bình ra ngoài đánh game, Ngô Bình vui vẻ đồng ý. Cậu có 1.000, không chỉ mời Từ Kiêu đánh game mà còn mời cậu ta ăn thức ăn nhanh. Ngô Bình đang chơi thì cảm giác có người đứng phía sau, Từ Kiêu ngoảnh lại nhìn rồi nói, Trương Siêu, mày cũng đến chơi điện tử hả? Trương Siêu cầm sấp tiền, cũng tầm 10, đập lên bàn máy tính, hỏi, Từ Kiêu, lần trước mày thắng tao 4.000, tao không phục. Hôm nay tao tìm cao thủ đến đánh với mày, dám chơi không? Từ Kiêu nhìn chằm chằm vào 10.000 đó, cười, nói, trình độ của tao chỉ đến đó, nếu mày thật sự muốn chơi thì tao sẽ để Ngô Bình thay tao đánh một ván, nếu thua tao trả mày 10.000, dám chơi không? Ngô Bình không muốn cược với đối phương, nhưng Từ Kiêu đã mở lời nên cậu cũng ngại từ chối, chỉ đành nói, được, tớ thay cậu đánh một ván. Hai bên tự mở máy. Ngồi đối diện nhau, bắt đầu trò chơi. Sau khi chơi mấy ván PUBG, trình độ của Ngô Bình lại tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là khả năng nả là chúng, trong tích tắc đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ. Trò chơi bắt đầu được 7 phút mà Ngô Bình đã giành được 19 điểm. Người được Trương Siêu mời đến cũng rất giỏi, được 12 điểm, nhưng dù gì vẫn kém hơn Ngô Bình. Đến phút thứ 12, Ngô Bình được 34 điểm. Người của Trương Siêu bị một nhóm người bao vây trong một căn phòng, tình hình rất khó khăn, mà cậu ta thì mới chỉ có 21 điểm. Lúc vào đến vòng cuối, Trương Siêu chỉ còn lại một người, bên đội Ngô Bình thì còn đến hơn 3 người, hai đồng đội cũng giúp ích rất nhiều, họ không ngừng yểm hộ cho Ngô Bình, thành công hạ được hai tiểu đội khác. Phía Trương Siêu thì không được may mắn như thế, họ bị một đội gồm 4 người đánh. Mặc dù trước khi chết cũng đánh chết được hai người của đối phương nhưng cuối cùng vẫn bị loại. Đội Ngô Bình nhanh chóng giành được phần thắng, ăn được gà. Dù xét về số lượng đầu người hay về thời gian chơi thì Ngô Bình đều chiếm ưu thế. Trương Siêu thua khâm phục khẩu phục, giơ ngón trỏ lên khen Ngô Bình. Ngô Bình, không ngờ cậu lại ăn gà giỏi thế, sao hả? Có hứng thú hợp tác không? Ngô Bình nhìn cậu ta, hỏi, hợp tác thế nào? Trương Siêu, tham gia một số cuộc cá cược lớn, thắng thì cậu 4 tớ 6, thua thì tớ chịu. Ngô Bình im lặng, hoàn cảnh gia đình cậu không tốt, không chỉ không còn nhà mà còn nợ không ít tiền, nếu như có thể kiếm chút tiền cho gia đình thì đương nhiên cậu sẽ rất vui. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi, một ván có thể thắng được bao nhiêu? Trương Siêu, những vụ tớ tham gia đều từ 10.000 trở lên, cậu thắng một ván thì ít nhất cũng được 4.000. Nhiều thì cũng được hơn 10.000. Từ Kiêu liền hỏi, Ngô Bình rất bận, không thể gọi đâu có đó được. Trương Siêu cười, nói chuyện này không thành vấn đề, chúng ta có thể chỉ tham gia cược vào ban đêm. Thật ra ban đêm mới có nhiều người chơi nhất, ban ngày ngược lại không có bao nhiêu. Ngô Bình, thắng tớ lấy 6 phần, thua tớ chịu một nửa. Trương Siêu hơi bất ngờ, cậu ta không ngờ Ngô Bình lại dám chịu chia tiền khi thua cược. Mặc dù cậu chơi rất khá nhưng người giỏi vẫn còn có kẻ giỏi hơn mà, khó tránh sẽ có lúc thua. Được, thắng chia 4-6, thua chia đôi. Cậu ta sảng khoái đồng ý. Ngô Bình, tối nay có kèo không? Trương Siêu,
nửa tiếng sau có một kèo, tổng cộng có 5 nhóm tham gia, mỗi nhà cược 30.000, gộp lại là 150.000. Ngô Bình, nhiều người chơi vậy sao? Thế chia tiền kiểu gì? Trương Siêu giải thích, người đứng nhất lấy hết tiền, nếu không có người đứng nhất thì người đứng nhì lấy hết tiền. Ngô Bình, nói vậy một ván có thể kiếm 120.000 rồi. Trương Siêu, không sai, chỉ cần cậu đứng nhất thì sẽ có thể chia được 72.000. Ngô Bình gật đầu, biết rồi. Cậu gọi một ly cà phê rồi bảo Từ Kiêu mua một bao cau, sau đó vừa nhai cau vừa hút thuốc. Trương Bình mỉm cười, ngồi sang một bên, chờ trò chơi bắt đầu. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đăng nhập vào tài khoản game do Trương Siêu cung cấp. Ba người cùng đội với cậu đều là đàn em của Trương Siêu, trình độ cũng khá nhưng vẫn chưa thể tính là cao thủ. Trò chơi bắt đầu, nhóm 4 người đáp xuống một con hẻm nhỏ, chỗ này đông người nhất, tỷ lệ chết cũng cao nhất, thử thách kỹ thuật nhất. Ngô Bình vừa đáp đất thì đã giành được một cây súng ngắn, bùm, bùm hai phát, bắn chết hai đối thủ đang tay không. Nhờ có sự yểm hộ của cậu, các đồng đội cũng giành được vũ khí và tấn công đối thủ. Khoảng 20 mấy người đáp xuống đầu hẻm, sau một hồi đánh nhau quyết liệt, phía Ngô Bình chết mất một người, họ lấy được 21 đầu người, trong đó Ngô Bình lấy được 18. Trương Siêu ngồi trước máy tính, căng thẳng nắm chặt hai tay, cậu ta nhìn thấy Ngô Bình thao tác xuất thần thì không kiềm được, buột miệng khen hay. Sau khi quét hết trang bị có trong hẻm, ba người họ lái xe mang theo nhiều vũ khí lợi hại, tiến đến địa điểm thứ hai. Năm đội tham gia đều rất mạnh, đến vòng cuối, cả năm đội đều có mặt, nhưng có đội chỉ còn một, nhóm thì còn đầy đủ thành viên. Nhưng xét về đầu người thì đội Ngô Bình nhiều nhất, họ giết được đến 39 người. Đội thứ hai cũng không tồi, giết được 27 mạng. Ngô Bình tìm đến một chỗ cao, bắt đầu tấn công đối thủ dưới sự yểm trợ của hai đồng đội ở hai bên. Bên dưới là một bình nguyên, kẻ địch rất khó ẩn nấp. Mỗi người bị nả một phát súng, cậu nhanh chóng tiêu diệt được hai tiểu đội. Sau đó, ba bên đấu với nhau, trong hai đồng đội của cậu có một người bị thương, một người chết, còn cậu thì cũng thành công giết chết được kẻ địch cuối cùng, nhẹ nhàng ăn được gà. Thắng rồi, Trương Siêu hét lên, chuyển ngay cho Ngô Bình 72.000. Ngô Bình nhìn số tiền vào tài khoản trên điện thoại, cảm giác như đang nằm mơ. Trương Siêu cười nói. Sau này cậu cứ dùng tài khoản này, 10 giờ tối vẫn còn một trận nữa, trận đó có 6 nhóm tham gia, tổng cộng 200.000 tiền thưởng. Nếu cậu thắng thì có thể kiếm được 120.000. Cậu ta nói xong thì dắt người rời khỏi đó. Từ Kiêu đưa 5.000 từ 10.000 trước đó thắng được cho Ngô Bình, cười trêu, Ngô Bình, sau này cậu phát tài rồi. Ngô Bình cười nói, 10.000 này cậu cứ giữ hết đi, tớ vẫn có thể kiếm nữa. Từ Kiêu cười hì hì nói, bạn hiền, vậy tớ đây sẽ không khách sáo nữa. Ngô Bình nghĩ đến tối còn một trận chiến ác liệt nữa bèn nói với Từ Kiêu, đi, đi ăn xiên nướng, uống bia nào. Từ Kiêu ngẩn người, uống bia vào có ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu không? Ngô Bình cười đáp, không sao, uống ít mà. Gần quán cà phê Internet còn có một quán nướng, hai người gọi vài món nướng vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Ngô Bình sợ người nhà lo bèn gọi cho bố mẹ một cuộc nói là đang đi chơi với Từ Kiêu, trễ chút mới về. Hai vợ chồng Ngô Đại Hưng biết hôm nay con trai vừa thi xong, có lẽ cần xả stress một chút nên cũng không nói thêm gì, chỉ dặn nhớ về sớm. Uống được hai chai bia thì bên cạnh có hai nam sinh và nữ sinh đến ngồi. Hai cô gái kia trông rất xinh, xinh hơn cả Giang Nhu một chút. Hai chàng trai kia cũng là nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Một người là Trần Mậu Tông có thành tích đứng nhất trường, người còn lại là Chu Minh Lượng con trai hiệu trưởng. Hai cô gái, một cô mặc váy đỏ để tóc dài, một cô để tóc ngắn tới tai mặc quần đùi áo ngắn tay. Ngô Bình đương nhiên biết hai người, vì cô gái tóc dài là Hoa Khôi trường tên Hàn Băng Nghiên, là người đẹp nhất trường, độ nổi tiếng còn lớn hơn cả Giang Nhu. Cô gái tóc ngắn cũng khá nổi tiếng, tuy vẻ ngoài có thua Hàn Băng Nghiên một chút. Nhưng cũng thuộc dạng gái xinh. Cô ta tên là Trương Lệ Phỉ, là bạn gái của Chu Minh Lượng. Trước đó, trong trường đã xảy ra một chuyện chấn động. Đó chính là Trần Mậu Tông người đứng đầu khối 12 đã cua được Hàn Băng Nghiên,
hai người đi đâu cũng có đôi. Chuyện này đã khiến rất nhiều bạn nam bị đả kích, đau lòng không thôi. Từ Kiêu thấy mấy nhân vật nổi tiếng kia thì bĩu môi, Trần Mậu Tông kia trông y như con khỉ, thua xa anh Bình nhà ta. Anh Bình, hồi sau cậu nhớ cua đổ hoa khôi cho tớ. Vậy là tớ có bà chị dâu là hoa khôi rồi. Ngô Bình trợn trắng mắt, nằm mơ đấy à, hoa khôi người ta mà nhìn chúng tớ chắc. Từ Kiêu mặt dày nói, trời, không thử sao biết. Nào, chúng ta qua chào hỏi đi. Cậu ta nói xong bèn kéo Ngô Bình đi qua mời bia hai hoa khôi trường. Mấy người Hàn Băng Nghiên thấy có người đến đều hơi bất ngờ. Tuy mọi người học chung trường, nhưng họ cũng không thân với Ngô Bình và Từ Kiêu. Dù sao họ cũng chẳng phải người cùng hội cùng thuyền. Từ Kiêu cười nói, chào người đẹp Hàn, người đẹp Trương, xin tự giới thiệu một chút, tụi này là lớp 3 khối 12. Đây là Ngô Bình bạn tôi, còn tôi là Từ Kiêu. Thấy mọi người ăn đồ nướng ở đây, chúng tôi bèn đến chào hỏi. Hàn Băng Nghiên nghe nói là cùng khối bèn cười, cảm ơn, sau đó giơ ly bia lên. Trần Mậu Tông và Chu Minh Lượng chỉ lạnh nhạt liếc hai người Ngô Bình một cái rồi chào hỏi vài câu. Từ Kiêu nói nhiều, cậu ta bưng ly bia mãi không uống, cười bảo, Trần Mậu Tông này, không phải tôi nói điều chứ anh Bình nhà tôi lần này nắm rõ đề, chưa biết chừng vượt được cậu đó. Trần Mậu Tông là một người cực kỳ tự cao, mục tiêu của cậu ta là ngôi trường đứng đầu cả nước nên đến giờ đều chẳng coi học sinh trong trường ra gì. Cậu ta nghe Từ Kiêu nói vậy thì cười khẩy, vậy hả? Câu vậy hả khiến Từ Kiêu cực kỳ khó chịu, hỏi Trần Mậu Tông, không biết bài thi ngữ văn hôm nay cậu được bao nhiêu điểm? Trần Mậu Tông nhàn nhạt đáp, cũng không cao, ngữ văn 139, toán 142 thôi. Điểm như vậy đã là vô cùng cao, tổng điểm của cậu ta rất có khả năng hơn 700, hoàn toàn có cơ hội lọt top 10 toàn thành. Từ Kiêu nghe xong cười ha ha, mới được nhiêu đó á. Môn toán của anh Bình nhà tôi đạt điểm tối đa, ngữ văn 145. Hai môn cộng lại cũng đã hơn cậu 14 điểm rồi. Ha ha, xem ra vị trí người đứng đầu khối phải đổi chủ thôi. Không đúng, phải là người đứng đầu toàn thành phố sắp đổi chủ rồi. Trần Mậu Tông nghe thấy điểm Ngô Bình cao như vậy, phản ứng đầu tiên là không tin, mặt mày bình tĩnh nói, gian lận chỉ là chiêu nhất thời, khi thi đại học là không được. Lỡ bị bắt được thì cấm thi cả đời đó. Từ Kiêu nổi giận, cậu nói gì vậy? Anh Bình nhà tôi giỏi như thế, cần gian lận chắc. Ngô Bình vội vàng nắm lấy Từ Kiêu nói, xin lỗi nhé, mấy người cứ tiếp tục đi. Hai người quay trở về chỗ ngồi của mình. Từ Kiêu vẫn mặt mày khó chịu nói, mẹ nó, có gì hơn người chứ? Anh Bình, lần này cậu phải thi cao hơn cậu ta, cho cậu ta biết bên ngoài còn có người. Giỏi hơn mình rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 174.